Dịch từ bài How to Make Wealth của Paul Graham, giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm Y Combinator, có giá trị khoảng 80 tỷ USD. Quỹ này chuyên đầu tư vào các startup và những thương vụ thành công của quỹ bao gồm Airbnb, NIGAG, Circle K, Dropbox, đồng hồ thông minh Pebble. Từ startup và khởi nghiệp trong bài dịch là cùng nghĩa, và từ wealth được dịch ra nghĩa là tài sản, của cải, bài dịch Việt hóa một số đoạn. Cần nhớ bài viết này ra đời năm 2004, lúc đó Google mới chỉ chớm nở và Facebook vẫn còn chưa ra đời. Mức lương và thu nhập trong này lấy theo mức của năm 2004. Tháng 5 năm 2004. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn sẽ làm gì? Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để trở nên giàu có là nên tự xây hoặc tham gia một startup. Đó là một cách làm giàu bền vững đã được chứng minh qua hàng trăm năm. Từ startup mới chỉ xuất hiện từ thập niên 1960, nhưng cách mà người ta làm startup thì cũng giống như các thuyền buôn xuyên đại dương từ thời Trung Cổ. Startup thì luôn dính đến công nghệ, đến mức mà cụm từ startup công nghệ là cụm từ thừa chữ. Một công ty startup là một công ty nhỏ, luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Có rất nhiều người trở nên giàu có mà không hiểu tại sao họ lại làm được điều đó. Bạn không cần phải biết các lý thuyết vật lý để có thể có một bài thuyết trình vật lý tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng biết được tại sao điều này xảy ra thì sẽ cho bạn một lợi thế. Tại sao một công ty startup thì cần phải nhỏ? Và liệu một startup có mất đi bản chất của nó khi nó phát triển lớn lên? Và tại sao chúng ta thường liên tục cố gắng phát triển công nghệ mới? Tại sao lại có quá nhiều startup bán dược phẩm hay phần mềm máy tính, nhưng chẳng startup nào lại đi bán dầu ngô hoặc là bột giặt? Giả thiết đặt ra, về mặt tài chính, bạn có thể coi một startup là một công cụ giúp nén toàn bộ cuộc đời đi làm của bạn chỉ còn vài năm. Thay vì phải làm việc ở cường độ thấp trong 40 năm, bạn có thể dồn toàn bộ công sức làm số việc tương đương trong 4 năm. Và nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ được trả công rất hậu hĩnh trong lĩnh vực công nghệ. Ở đó bạn có thu nhập cao nhất thế giới nhờ làm việc nhanh. Để tôi giải thích ngắn gọn ở đây, nếu bạn là một tin tặc mũ trắng tài năng đang ở độ tuổi 20, bạn có thể có một công việc được trả lương 80.000 USD mỗi năm. Điều đó có nghĩa là trung bình mỗi tin tặc phải tạo ra giá trị tương đương 80.000 USD mỗi năm để công ty hòa vốn. Bạn có thể làm việc siêng năng hơn, tăng thời gian làm việc lên gấp đôi người đồng nghiệp, và nếu bạn có thể tập trung, bạn có thể hoàn thành khối lượng công việc của 3 giờ trong 1 giờ đồng hồ. Nếu công ty thay thế người quản lý vô dụng của bạn để bỏ đi một trung gian quản lý, thì công ty sẽ có thêm tiền để trả lương cho bạn gấp đôi. Thế rồi còn một yếu tố nữa, bạn thông minh hơn mức yêu cầu của công việc nhiều hay không? Giả sử công ty công bằng trả cho bạn thêm gấp 3 vì bạn thông minh gấp 3 so với kỳ vọng từ sếp. Tính hết các yếu tố trên, thì tôi nói rằng năng suất của bạn nếu được làm việc tự do cao gấp khoảng 36 lần so với khi bạn làm việc trong tập đoàn lớn. Nếu một hacker tốt được trả lương 80.000 USD một năm ở một tập đoàn lớn, thì một hacker thông minh làm việc vô cùng chăm chỉ và không bị vướng vào mấy cái quy trình nhảm nhí ở một tập đoàn có thể tạo ra tương đương giá trị 3 triệu USD một năm. Và tất nhiên tương tự như các phép toán ở trên giấy tờ khác. Con số tôi đưa ra sai lệch nhiều. Tôi không cố gắng thuyết phục mọi người rằng con số 3 triệu là chính xác, nhưng tôi sẽ thuyết phục bạn tin vào logic của phép tính này. Tôi không nói rằng năng suất và thu nhập của bạn sẽ cao lên chính xác 36 lần, nhưng chắc chắn con số đó cao hơn 10 và có thể cao lên đến 100 lần. Nếu 3 triệu đô nghe là cao rồi, thì hãy nhớ rằng chúng ta đang nói đến tình huống không có giới hạn, tức là bạn không chỉ làm việc không có thời gian nghỉ, mà bạn sẽ làm đến mức tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Startup không phải là một cây đũa thần, nó không thay đổi quy luật tạo ra tài sản, nó chỉ là một điểm trong một đồ thị toán. Có một quy luật muôn đời ở đây, nếu bạn muốn hàng triệu đô la, bạn phải chịu đựng sự cực khổ giá hàng triệu đô la. Ví dụ như có một cách để kiếm được 1 triệu đô la với vị trí của nhân viên bưu điện, thì đó là tiết kiệm từng đồng lương cho đến khi có được 1 triệu đô la. Hãy tưởng tượng sự căng thẳng của việc phải làm mãi vị trí nhân viên bưu điện suốt 50 năm và tiết kiệm từng đồng một. Còn khi đi làm startup, bạn nén tất cả nỗi đau khổ của 50 năm đó vào 3 đến 4 năm. Tất nhiên khi bạn mua xi nỗi đau như vậy thì bạn được giảm giá một chút. Nhưng mà bạn sẽ vẫn không thể thoát được khỏi cái quy luật đó. Nếu mà khởi nghiệp dễ dàng thì ai cũng đã làm vậy. Nếu 3 triệu đô la là cao so với vài người, thì nó lại vẫn là thấp so với nhiều người khác. 3 triệu, làm sao tôi có thể trở thành tỷ phú như Bill Gates ấy?
Nhưng mà khoan, hãy bỏ Bill Gates ra khỏi cuộc bàn luận này. Tôi nghĩ việc đưa tỷ phú nổi tiếng giàu có và làm một ví dụ là một điều tồi. Bởi vì báo chí thì chỉ toàn viết về những người giỏi nhất và những người này thường là ngoại lệ. Bill Gates là một người thông minh, có ý chí và làm việc chăm chỉ. Nhưng bạn cần nhiều hơn 3 yếu tố trên để trở thành một người giàu như ông ấy. Bạn sẽ cần rất nhiều may mắn. Có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên góp phần tạo nên một công ty thành công. Do đó mấy người mà bạn hay đọc trên báo thường là người thông minh, đầy tâm huyết và quan trọng là họ đã trúng số. Tất nhiên Bill Gates là một người thông minh, tràn ngập nhiệt huyết, nhưng Microsoft cũng vô tình được hưởng lợi rất nhiều từ một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử kinh doanh, thương vụ bản quyền cho DOS. Hiển nhiên là Bill đã làm tất cả mọi thứ ông có thể để thuyết phục IBM ký hợp đồng tai hại đó. Và ông đã xuất sắc trong việc khai thác tối đa sai lầm ấy. Nhưng nếu lúc đó mà có một ông nào có não xuất hiện bên phía IBM, thì hẳn tương lai của Microsoft đã rất khác. Microsoft vào thời điểm đó không hoàn toàn lép vế trước IBM. Lúc đó, IBM là một nhà cung ứng linh kiện hàng đầu. Nếu họ ép Microsoft chỉ được cung cấp phần mềm cho họ, thì Microsoft cũng sẽ phải chấp nhận mà thôi. Lúc đó, Microsoft thì vẫn có nhiều tiền và IBM hoàn toàn có thể chọn một đối tác khác để cung ứng phần mềm. Nhưng thay vào đó, IBM lại cho phép Microsoft cái khả năng tạo ra một chuẩn hệ điều hành cho máy tính, tức Microsoft được phép bán phần mềm cho đối tác khác ngoài IBM. Kể từ lúc đó, tất cả những gì Microsoft làm chỉ là cứ thế mà bán hàng, họ chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều gì nữa, không còn quyết định khó khăn. Thứ duy nhất họ làm đó là kiểm soát vấn đề bản quyền và cải tiến thêm sản phẩm sao cho phù hợp với thị trường một cách nhanh chóng. Nếu IBM không phạm sai lầm này, Microsoft vẫn là một công ty thành công. Nhưng nó không thể tăng trưởng nhanh như vậy được. Bill Gates thì vẫn sẽ giàu. Nhưng mà lúc đó, ông ở gần cuối bảng xếp hạng tỷ phú Forbes 400, giống như mấy tỷ phú khác bằng tuổi. Có rất nhiều cách để làm giàu, và bài luận này chỉ nói về một cách mà thôi. Bài luận này sẽ nói về việc làm sao để giàu có từ việc tạo ra tài sản và được người khác trả tiền cho khối tài sản đấy. Có rất nhiều cách khác để kiếm tiền như tận dụng sự may mắn, đầu cơ, đám cưới, thừa kế, ăn trộm, biển thủ, lừa đảo, nắm vị thế độc quyền, hối lộ, vận động hành lang, làm hàng nhái hay đi khai thác khoáng sản. Phần lớn những khối tài sản khổng lồ được tạo nên trong lịch sử nhân loại đều là kết quả từ một hoặc nhiều phương pháp kể trên. Lợi thế của việc làm giàu bằng cách tạo ra tài sản đó là nó không chỉ hợp pháp hơn, rất nhiều cách thức kể trên là bất hợp pháp, mà nó còn đơn giản hơn, bạn chỉ cần tạo ra một thứ mà người khác muốn. Tiền không phải là của cải. Nếu bạn muốn tạo ra của cải tài sản, bạn cần phải hiểu nó là gì. Tài sản của cải không phải là tiền. Nó có lịch sử lâu đời như là lịch sử loài người vậy. Nó có trước cả loài người. Có thể nói, kiến cũng có tài sản. Tiền chỉ là một phát minh ở gần đây. Của cải là cốt lõi của mọi thứ. Của cải là thứ mà chúng ta mong muốn. Thực phẩm, quần áo, nhà, xe, thiết bị điện tử, những chuyến du lịch đến nơi thú vị và nhiều thứ khác. Bạn có thể có của cải mà không có tiền. Nếu bạn có một cỗ máy ma thuật, có thể làm bất cứ thứ gì bạn ra lệnh là tạo ra chiếc xe cho bạn đi, nấu bữa tối cho bạn, hay là giặt đồ cho bạn, hay bất kỳ việc gì khác, thì bạn sẽ không cần tiền. Còn ngược lại, nếu bạn đang ở Nam Cực, nơi chẳng có gì để mua, thì bạn sẽ chẳng quan tâm là bạn có bao nhiêu tiền cả. Của cải là thứ bạn muốn chứ không phải tiền. Nếu của cải quan trọng như vậy, tại sao ai cũng nói về tiền? Nó là một con đường tắt. Tiền là thứ giúp của cải đi nhanh hơn từ người này qua người khác. Và thực tế, của cải cũng là thứ giúp tiền lưu thông. Nhưng bạn cần phải hiểu rõ chúng không phải là một, trừ khi bạn cố gắng kiếm tiền bằng cách làm tiền giả. Nếu cứ suy nghĩ về việc kiếm tiền, thì bạn sẽ không hiểu được làm sao để làm ra tiền. Tiền là hệ quả của sự chuyên môn hóa. Trong một xã hội chuyên môn hóa, bạn sẽ không tự làm ra được phần lớn thứ bạn cần. Nếu bạn cần một củ khoai tây, hay là một cây bút chì, hay là một nơi để ở, bạn cần phải lấy nó từ người khác. Làm sao để bạn có thể thuyết phục được người trồng khoai tây cho bạn vài củ khoai? Bằng cách cho anh ấy một thứ gì đó anh ấy muốn mà bạn có. Nhưng trong các giao dịch phức tạp, bạn không thể đáp ứng được nhu cầu của người khác. Nếu bạn là người chế tác đàn violon và chẳng có người nông dân nào muốn một cây đàn violon, thì bạn lấy gì ra để đổi đồ ăn? Giải pháp mà xã hội loài người tìm ra để đáp ứng được xu hướng chuyên biệt hóa này đó là biến giao dịch thành một quy trình hai bước. Bước 1, thay vì đổi đàn violon lấy khoai tây, bạn đổi đàn violon lấy bạc chẳng hạn, rồi bạn cầm bạc đó đi để mua thứ mà bạn cần.
Cái vật chuyển đổi đó là vật trung gian giao dịch. Nó có thể là bất cứ thứ gì quý hiếm và mang đi được. Lịch sử cho thấy kim loại thường là vật trung gian giao dịch phổ biến. Nhưng gần đây, chúng ta có vật trung gian giao dịch mới được gọi là đồng đô la và thứ đó không tồn tại về mặt vật lý. Lợi thế của vật trung gian trao đổi là nó giúp con người giao dịch thương mại được với nhau. Bất lợi của nó là nó khiến con người quên đi bản chất của giao dịch thương mại. Mọi người hiểu nhầm rằng mọi thứ doanh nghiệp làm ra là để kiếm tiền. Nhưng thật chất, tiền chỉ là vật trung gian, chỉ là một lối tắt để con người có được thứ mà họ muốn. Phần lớn các doanh nghiệp sinh ra là để tạo ra của cải tài sản, họ tạo ra thứ mà người khác muốn. Ngụy biện miếng bánh. Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng có rất nhiều người lớn vẫn giữ quan niệm có từ thời còn nít rằng số lượng của cải trên thế giới này là có hạn. Đó là bởi vì ở bất kỳ thời điểm nào trong một gia đình, số lượng tiền bạc tồn tại trong đó đều là hữu hạn. Nhưng tiền bạc và của cải không phải là một. Nếu coi tiền bạc là của cải và của cải là một miếng bánh, thì rõ ràng trong bối cảnh này, kích thước của miếng bánh là có hạn. Các chính trị gia hay nói, anh không thể làm miếng bánh to hơn được. Khi bạn nói về số lượng tiền mà một gia đình có trong tài khoản ngân hàng hay là số tiền chính phủ có được từ thuế, thì điều đó rõ ràng là đúng. Khi một người có nhiều hơn, thì người khác lại có ít đi. Tôi vẫn nhớ hồi còn là một đứa nhóc. Tôi tin rằng nếu mà người giàu có tất cả tiền, thì những người nghèo sẽ chẳng có gì cả. Rất nhiều người tiếp tục giữ suy nghĩ này đến khi họ trưởng thành. Bạn sẽ nghe rất nhiều về quan niệm này trong các bài viết về bình đẳng thu nhập. Bạn sẽ nghe ai đó nói x% dân số sở hữu y% tài sản cả nước. Nhưng nếu bạn đang chuẩn bị làm startup, thì dù bạn có tin hay không, bạn đang chứng minh rằng quan niệm này là sai. Cái thứ khiến mọi người hiểu nhầm ở đây là tiền. Tiền không phải là của cải tài sản, nó chỉ là một thứ giúp của cải tài sản trong xã hội. Do đó, mặc dù bạn có thể thấy trong một thời điểm cụ thể, ví dụ như gia đình bạn hàng tháng, số tiền để giao dịch với người khác để có được thứ bạn muốn là không đổi, nhưng hãy nhớ rằng trên thế giới số lượng tài sản của cải là không hữu hạn. Bạn có thể tạo ra nhiều tài sản của cải hơn. Trong lịch sử loài người, của cải tài sản đã được tạo ra và phá hủy nhiều lần, nhưng tổng kết lại là vẫn tạo ra nhiều hơn. Giả sử bạn mua một chiếc xe cũ, thay vì dành cả mùa hè ngồi mòn đít trên sofa coi TV, bạn dành toàn bộ thời gian sửa chữa phục hồi chiếc xe đó cho nó về gần như mới. Bằng cách như thế, bạn đã tạo ra thêm của cải. Cả thế giới và đặc biệt là bạn đã có thêm một chiếc xe cũ hoạt động tốt như mới. Và đây không chỉ là lý thuyết suông, bạn hoàn toàn có thể bán chiếc xe đấy đi và kiếm được nhiều tiền hơn so với lúc mua vào. Khi bạn phục hồi chiếc xe cũ ấy, bạn đã khiến bản thân bạn giàu lên, nhưng bạn chẳng hề làm ai đó nghèo đi cả. Do đó, hiển nhiên rằng miếng bánh của cải này vẫn không hề bị giới hạn về kích thước. Khi bạn nhìn mọi thứ dưới góc độ này, bạn sẽ tự hỏi sao chẳng ai xung quanh nghĩ như thế. Khi cả mấy đứa con nít cũng biết, dù chúng không nhận ra điều đó là chúng có thể tạo ra tài sản của cải. Nếu chúng tặng ai đó món quà mà chúng không có tiền mua, chúng sẽ tự làm. Nhưng lũ trẻ cũng biết rằng chúng làm chẳng giỏi. Những món quà tự làm thì dở tệ so với những món quà mua ở cửa hàng. Tức trong tiềm thức của chúng biết, chúng làm ra thứ người khác muốn. Và rõ ràng là như thế, những cái tàn thuốc chúng ta hồi đó tự làm tặng ông bà chẳng thể bán được lại cho ai hết. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!